Kinh Nguyễn có thể chia sẻ câu hỏi đầu tiên. Ở góc nhìn của anh là nếu như đầu tư vào tài sản số thì có khả năng là rủi ro cao không ạ? Và nếu có thì đó là những rủi ro gì mà nhà đầu tư sẽ gặp phải khi mà đầu tư vào tài sản số ạ? Vâng, xin mời anh ạ. Vâng, cảm ơn MC Xuân Hiền. Một câu hỏi khá là hay. Đầu tư vào tài sản số có rủi ro không? Thế thì đầu tiên đó, em sẽ phải chia sẻ với cô chú anh chị, chúng ta cần phải định nghĩa được thế nào là đầu tư đã, đúng không ạ? Và cái việc đầu tư của chúng ta nó có rủi ro hay không thì nó tùy thuộc vào cái mục đích chúng ta đầu tư. Thì lấy một cái ví dụ như thế này ạ. Nếu như chúng ta đầu tư vào trí tuệ thì nó đâu có rủi ro đâu ạ, đúng không ạ? Đầu tư vào trí tuệ thì không có rủi ro. Đầu tư vào sức khỏe không có rủi ro. Nhưng mà chúng ta đi đầu tư tài chính chắc chắn có rủi ro, đúng không ạ? Đầu tư tài chính nhé. Bởi vì sao ạ? Khi chúng ta đã đem tiền đi đầu tư thì chắc chắn nó sẽ liên quan đến lợi nhuận. Và đã là lợi nhuận thì chắc chắn sẽ đi kèm với rủi ro. Vấn đề ở đây nó là rủi ro ít hay rủi ro nhiều, lợi nhuận ít hay lợi nhuận nhiều, đúng không ạ? Thì đó là về cái khái niệm cơ bản về đầu tư, đúng không ạ? Và cái việc thứ hai nữa, trả lời cái câu hỏi của MC Xuân Hiền, đó là đầu tư vào tài sản số có rủi ro không? Nếu như nói không có rủi ro thì không đúng, đúng không ạ? Và nếu như nói về có rủi ro cũng không đúng. Bản chất đầu tư vào tài sản số rủi ro hay không rủi ro nó do cái người đầu tư đó. Cho nên một cái ví dụ như thế này thôi ạ. Ví dụ như là chúng ta xác định được thời gian chúng ta đầu tư là bao lâu, thời điểm chúng ta đầu tư vào là thời điểm nào, đúng không ạ? Bởi vì đã là đầu tư á thì nó sẽ liên quan đến cái tính thời điểm, cái thời gian chúng ta đầu tư đó. Vậy thì nếu như rủi ro ở cái góc độ là chúng ta không hiểu biết, chúng ta không có kinh nghiệm, ví dụ chúng ta mua cao chúng ta bán thấp, thì cái rủi ro đầu tiên ở đây đó là gì? Đó là chúng ta bị mất một phần tài chính, mất một phần tiền của chúng ta, đúng không ạ? Đấy là nói về đầu tư thuần túy vào tài sản số, đúng không ạ? Nhưng mà thông thường á thì ở trong cái thời gian mà Kiên đồng hành cũng như là có một cái thời gian vào cái thị trường tiền số, tài sản số, đặc biệt là thị trường tiền mã hóa, đúng không ạ? Thì Kiên nhận thấy như thế này ạ. Đa số người đầu tư ở Việt Nam chúng ta thiếu hiểu biết, thiếu hiểu biết. Đầu tiên đó là họ không định nghĩa được đâu là tài sản chính thống và đâu là tài sản không chính thống. Không chính thống là như thế nào? Không chính thống là có những cái loại tài sản đó nó được làm ẩu, đúng không ạ? Và nó áp dụng cái mô hình của tài sản số, xong sau đó nó đi huy động vốn, đi huy động vốn một thời gian, xong sau đó nó đánh sập web, đánh sập sàn, đánh sập cái đồng tiền đó, và cuối cùng là đa số là nhà đầu tư bị mất trắng, cơ bản là nhà đầu tư bị mất trắng, đúng không ạ? Nhưng nếu như xét về một cái góc độ, nếu như chúng ta đầu tư thuần túy vào những cái tài sản số, mà những cái tài sản thuần túy á, thì góc độ rủi ro ở đây á là do cái người đầu tư thôi ạ. Thứ nhất, một là có thể là rủi ro mất một phần tài sản, đúng không ạ? Thứ hai nữa là gì ạ? Cái giá trị của cái tài sản số đó nó đao xuống sâu quá mà chúng ta bán nó đi thì nó sẽ bị thua, đúng không ạ? Có thể là 30%, 50% hoặc là chia 10, chia 20 giá trị tài sản ban đầu chúng ta đầu tư, đúng không ạ? Đấy là cái vấn đề số 1. Cái vấn đề số 2 nữa đó là gì ạ? Cái thời điểm chúng ta đầu tư là như thế nào? Đó. Nếu như chúng ta đầu tư mà chúng ta không tính được thời điểm, chúng ta nhé, trong tài sản số thì hay có một cái khái niệm đó là gì ạ? Đó là đu đỉnh, đúng không ạ? Là mua ở cái đỉnh, đúng không ạ? Xong rồi bán đáy thì đương nhiên đó là rủi ro. Nhưng nếu như chúng ta hiểu về thị trường, đúng không ạ? Chúng ta hiểu về cái lĩnh vực chúng ta đang đầu tư thì nếu như chúng ta cứ mua đáy, chúng ta bán đỉnh thì chúng ta không có rủi ro. Vậy vấn đề ở đây á, đầu tư vào tài sản số nó sẽ có rủi ro. Nhưng rủi ro với những người không am hiểu, không hiểu biết, đúng không ạ? Với những người thông thường là dùng những cái dòng tiền huy động, dùng những dòng tiền huy động, và cái cốt lõi cuối cùng đó là gì ạ? Lòng tham quá lớn dẫn đến rủi ro cao, đúng không ạ? Thì đó là cái câu trả lời đầu tiên
của Kiên về cái vấn đề là đầu tư tài sản số có rủi ro hay không, đúng không ạ? Vâng, xin được cảm ơn sự chia sẻ của BFC Kiên Nguyễn về phần chia sẻ liên quan đến rủi ro khi đầu tư về tài sản số, đúng không ạ? Và có lẽ thì chúng ta cũng sẽ có rất là nhiều những rủi ro, và đặc biệt là đối với những ai chưa có am hiểu thị trường, sự nhạy bén trong lĩnh vực này, hoặc là những ai không có thuần thục về công nghệ thì quả thật rất là mạo hiểm khi mà quyết định đầu tư về lĩnh vực tài sản số, có đúng không ạ? Vậy thì tiếp theo sẽ là qua câu hỏi thứ hai được dành cho anh để tiếp nối của chương trình.